Sách xuất Ai Cập Ký Chương 7 Chú bảo môi xe Ta cho con làm chúa của Pharaon Còn Aaron làm phát ngôn viên cho con Con thuật cho Aaron mọi lời ta bảo Aaron sẽ nói lại cho Pharaon để vua này Cho dân Israel ra khỏi Ai Cập Nhưng ta sẽ khiến cho Pharaon trở nên ương ngại Không cho dân ta đi Nhân đó, ta càng thực hiện nhiều phép lạ hơn trong nước Ai Cập. Tuy nhiên, Pharaoh vẫn tiếp tục ngoan cố, chẳng siêu lòng, ta sẽ chừng trị Ai Cập nặng nề và đem dân ta ra. Lúc ấy, người Ai Cập mới ý thức được rằng ta chính là Đức Chúa Trời. Môi xe và Aaron làm đúng theo lời Chúa bảo họ. Lúc ý kiến Pharaoh, Môi xe đã được 80 tuổi, còn Aaron 83 chúa lại bảo môi xe và aaron khi nào pharaon đòi hỏi các con làm phép lạ để chứng tỏ các con được Đức chúa trời sai đến aaron sẽ theo lời môi xe quăng gậy xuống đất gậy sẽ hóa ra một con rắn vậy hai ông đi ý kiến pharaon làm những điều đức chúa trời bảo họ aaron quăng gậy xuống đất trước mặt pharaon và quần thần gậy liền biến ra một con rắn pharaon ra lệnh triệu tập các thầy pháp và các nhà ảo thuật Ai Cập họ đến dùng pháp thuật cũng làm được điều Aaron đã làm gậy họ cũng biến thành rắn nhưng rắn của Aaron lướt rắn của họ đi Pharaoh lòng vẫn không lay chuyển không nghe lời hai ông đúng như Đức Chúa Trời đã nói trước với môi xe tay vạ thứ nhất Chúa nhắc lại cho môi xe Pharaoh ngoan cố sẽ tiếp tục từ khước không cho dân ta đi nhưng sáng mai con cứ ra bờ sông gặp vua, đừng quên cầm theo cây gậy đã biến thành rắn. Tại đó, con sẽ nói với Pharaon, Chúa Đức Chúa Trời của Hebrew có sai tôi đến tâu với bệ hạ để cho dân Israel đi thờ phượng ngài trong sa mạc. Nhưng vua đã từ chối bây giờ, ngài bảo, Ngươi sẽ biết chính ta là Đức Chúa Trời, vì ta đã sai môi xe lấy gậy đập nước sông, nước sẽ hóa ra máu cá sẽ chết sông sẽ thối người ai cập sẽ kinh tởm khi uống nước dưới sông rồi chúa dặn môi xe con bảo aaron cầm gậy đưa về hướng các sông suối hồ tất cả các nguồn nước của ai cập kể cả nước đã chứa vào vải đất và bình đá tất cả sẽ biến thành máu môi xe và aaron tuân lệnh chúa trước mặt pharaon và quần thần aaron đưa cao cây gậy đập xuống nước sông ninh nước sông biến thành máu, cá chết, nước thối. Người Ai Cập không uống nước sông được nữa, khắp Ai Cập đâu đâu cũng thấy máu. Các thầy Pháp Ai Cập dùng pháp thuật cũng biến nước thành máu, cho nên Pharaoh vẫn ương ngạnh, không nghe lời môi xe và Aaron đúng như Chúa đã nói. Vua quay về cung, lòng rực rưng, người Ai Cập đào giếng dọc bờ sông, lấy nước uống, vì không uống được nước sông một tuần lễ trôi qua